Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục cà phê đời sống nhẹ nhàng thôi quý vị. Chúng ta sẽ đến với những cái đề tài mà chúng ta sẽ cảm thấy gắn bó với cuộc sống của mình. Bây giờ là 7 giờ 25 phút. Thú thật với quý vị là tôi cùng như hầu hết thành viên trong ekip đều chưa ăn sáng. Cho nên sẽ nói về cái câu chuyện ăn sáng. Phải thưa với quý vị một điều là tôi cũng là một người rất là trọng cái bữa ăn sáng. Lý do là tại vì được mẹ rèn luyện, bữa ăn sáng luôn là bữa quan trọng nhất. Và đối với ký ức của nhiều người thì bữa ăn sáng nó là cái ký ức thân thương để ăn những cái đồ ăn mà từ tay mẹ của bà mình nấu, như là Mạnh Thắng lúc nào sẽ nhớ về những cái bữa ăn sáng là xôi do bà nội nấu. Mạnh Thắng rất là yêu bà nội. Và mình cũng như vậy, đôi khi những cái thứ giản đơn nhất là một phần tinh túy của ẩm thực để khiến chúng ta nhớ và cứ bị nghiện hoài cái cảm giác đó. Và ở các vùng ẩm thực Tây Bắc cũng tương tự như vậy. Cơm lam xuất phát của nó là một cái bữa sáng để cho người đi xa mang được theo chắc dạ, và đặc biệt là có thể lưu giữ lại cái mùi thơm của lúa, mùi thơm của nếp và mùi thơm của cả những cái tre tre sậy trong một cái văn hóa rất là đặc trưng của khu vực Tây Bắc. Và chắc chắn là khi đến với Hòa Bình thì rất là nhiều người cũng muốn được thưởng thức đặc sản này, đó chính là cơm lam. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với Hòa Bình tìm hiểu về cách làm cơm lam với sự khéo léo và tinh tế của đồng bào nơi đây. Món cơm lam từ bao đời cũng đã khẳng định được vị trí của mình trong thước đo giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường. Tỉnh Hòa Bình cũng là cái nôi của các loại gạo nếp nương dẻo nổi tiếng, nên ngày nay cơm lam đã trở thành một sản phẩm du lịch được mọi người biết đến. Để làm ra được món cơm lam ngon và có dấu ấn riêng của dân tộc mình, người Mường thường rất cầu kỳ, kỹ lưỡng trong việc chọn nguyên liệu. Gạo để nấu phải là loại gạo nếp nương thơm, dẻo của vùng cao. Khi đến với những người dân miền Tây Bắc này, du khách sẽ có dịp được trải nghiệm thực hành làm món cơm lam với đồng bào dân tộc nơi đây. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu món cơm lam của dân tộc Mường Hòa Bình chúng tôi ạ. Trước hết là phải có công cụ làm là ống tre bánh tẻ. Ống tre bánh tẻ lúc ta cho gạo vào thì mình nướng lên nó sẽ có màng và nó sẽ thơm hơn ạ. Và đây là món ăn truyền thống của bà con dân tộc Mường chúng tôi ạ. Chị Yến ơi, thì cái ống tre bánh tẻ này thì có khác gì những cái ống tre khác trên khu của mình không ạ? Ống tre bánh tẻ này nướng lên nó có, mình nướng lên ấy, lúc mình mà bóc ra thì nó có cái màng vây quanh của cái cơm lam đấy. Ăn nó sẽ thơm và nó sẽ giòn. À dạ vâng. Lúc mà cái gạo này mình phải ngâm qua nước một đêm. À vâng. Xong mình sẽ cho ra cái nước sạch chứ không, mình rửa. Rửa cho nó qua hết cái nước qua đêm nó có mùi chua. Thì là mình sẽ cho vào cái ống này mình sẽ nướng. Dạ. Ừ, bắt đầu làm mình sẽ lấy cái ống cái bánh tẻ này thì mình sẽ cho gạo vào đây. Dạ. Mình sẽ cho vào. Làm thế nào để nhồi cho nó chặt được hả chị? Mình lấy đũa chọc hoặc là mình sẽ lắc cho nó chắc cái gạo này, lúc mình nướng lên thì nó cơm lam nó sẽ ăn nó chắc và nó giòn hơn. Dạ vâng. Thế nhưng mình làm không chắc thì cái hạt này thì nó lại không được ngon. À. Nướng cơm lam này thì nướng trong bao lâu thì nó sẽ chín ạ? Chắc tầm khoảng 30 phút. Hoặc là mình nướng bằng cái than củi lúc nào mà nó cháy hết cái vỏ thân bên ngoài này thì nó còn có một lớp mỏng mỏng nữa thôi thì nó sẽ chín và nó sẽ thơm. À, ngày xưa cơm lam này là có ăn vào dịp truyền thống nào không hay là sẽ là ăn hàng ngày luôn hả chị? Đây là món ăn truyền thống của dân tộc Mường. À. Cơm lam này thì mình sẽ ăn với ăn không cũng được hay là mình có thể chấm được với cái gia vị gì không ạ? Cơm lam này mình sẽ chấm bằng muối lạc, muối vừng. À, ở nhà toàn nấu cơm bằng nồi cơm điện nên là em thấy những nồi thì bây giờ lên thử nồi cái cơm lam này cũng khó phết chị Yến nhá. Ừ, mấy đồ chưa quen thì nó cũng khó, làm mãi thì nó cũng quen tay. Nếu mà cơm lam này mà nén mà không chắc thì có sao không hả chị? Nếu như mà mình nén không chắc này thì cơm nó ăn thì không ngon, bởi vì ăn nó không chắc, cái màng của nó không cuốn được vào nhiều. À, ăn nó sẽ không giòn. Lúc mình làm xong mình sẽ rất là lá chuối. Lúc nào mình cũng phải nhúng bằng lá chuối này ạ? Hay là mình có thể thay bằng lá khác như vậy chị?
lá khác chắc nó không hợp với mùi vị của cơm lam. Thì từ ngày xưa chị thấy truyền thống của ông bà thì người ta toàn làm một lá chuối. À, mình sẽ quặn lại như này à? Quấn tròn nó vào như này. Như này như to. À đâu. Như này. Nếu mà bị nít nó bị lỏng thì có làm sao không hả chị? Nít lỏng thì nó không giữ được cái nhiệt hay là cái hơi ở trong cái ống ấy. Thì nó sẽ lâu chín hơn. Và nó bánh cơm lam thì nó không ngon mấy. Sau khi cơm lam đã được cho sẵn vào các ống tre thì sẽ mang đi nướng. Đốt lửa dựng các ống quanh bếp, có thể nướng ống cơm lam bằng than củi, than tre hoặc rơm rạ khoảng 1 giờ. Khi cơm sủi, thỉnh thoảng nhấc ra dằn mạnh ống xuống đất để gạo dồn xuống phía dưới cho hạt cơm săn chắc. Khi nướng, phải nướng bằng than củi và xoay đều những ống cơm. Nếu thấy mùi thơm từ ống lam bay ra, có nghĩa là cơm đã chín. Những ống cơm lam được mang ra để gọt lớp vỏ bị cháy. Gọt, vót cũng đòi hỏi rất cầu kỳ, khéo léo để không bị lẹm vào phần cơm. Món cơm lam ăn ngon nhất vẫn là ăn cùng muối vừng. Khi ăn, cơm có vị ngọt, bùi và hương thơm rất đặc trưng của tre, nứa, quyện với hương thơm của lúa nếp nương. Thực ra là đây là lần đầu tiên thì tôi cũng được trải nghiệm là trực tiếp là ngồi làm và cũng như là được thưởng thức cái món cơm lam. Thì cảm thấy là đây nó là một cái đặc sản mà không phải là ở điểm nào cũng có, nơi nào cũng có. Và khi mà vừa nướng cũng như là vừa trực tiếp ăn thì mình cảm giác rất là kiểu vui và cũng như là kiểu phấn khích khi mà chờ đợi cơm lam nó chín. Và khi mình được thưởng thức cái món này thì mình cảm giác ăn nó rất là ngon. Khi mà mình chấm trực tiếp cái món cơm lam với lại muối vừng thì mình thấy mình rất là thích. Thì đầu tiên là cái vị của cơm lam nó thơm, nó dẻo. Mà lúc cho vào mồm thì mình có thể cảm giác được cái vị ngọt của gạo, vị ngọt của lam. Và một ít là mùi lá chuối và là mùi ống tre nữa. Thì ngoài vị ngọt ra thì nó còn có cả vị giòn với cả một chút, người ta gọi là một chút hơi đắng đắng của cháy nữa. Thì lúc mà ăn với muối vừng thì nó sẽ rất là ngon mồm và nó hợp hợi. Tức là dễ ăn ấy, thì hầu như là ai cũng có thể ăn được.